Kính thưa quý vị, các nhà dân chủ tuần hành tại Phnom Penh nhân ngày quốc tế nhân quyền, tin từ Phnom Penh, Campuchia. Hàng trăm nhà sư và các nhà vận động thuộc tổ chức phi chính phủ Campuchia hôm nay tham dự cuộc tuần hành trên các đường phố chính của thủ đô Phnom Penh nhân kỷ niệm lần thứ 67 ngày tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đám đông cầm biểu ngữ kêu gọi tôn trọng nhân quyền, tuần hành từ trụ sở cũ của Liên Hiệp Quốc, nay là Trung tâm Phát triển Campuchia, hướng đến văn phòng của Bộ Tư pháp. Chan Phuthisak, đại diện cộng đồng Phuong Lac Lek, từng bị chính phủ bắt giam sau các vụ đàn áp biểu tình hồi đầu năm ngoái, cũng tham gia cuộc tuần hành đòi phóng thích các nhà vận động đang bị giam giữ. Cộng đồng Phuong Lac Lek từng tranh đấu để bảo vệ quyền có nhà và đất sau khi một số cư dân trong vùng bị đe dọa cưỡng chế để thu hồi đất. Một thành viên của cộng đồng tranh đấu tương tự cũng kêu gọi chính phủ trả lại nhà cho bà. Số người tham dự cuộc tuần hành năm nay ước lượng khoảng 2.000 người, không lớn bằng những năm trước đây, thường quy tụ khoảng 4.000 nhà vận động. Hồi cuối tuần qua, một tổ chức nhân quyền hàng đầu tại Campuchia nói rằng họ bị buộc phải hủy bỏ các hoạt động nhân ngày nhân quyền hàng năm tại các nhà tù trong nước, lần đầu tiên trong 20 năm qua, theo lệnh của chính phủ Campuchia.